Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng lưu ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng Anh có thể đồng ý cho Huawei tham gia hạn chế dòng mạng 5G. Tại văn phòng chính phủ đã diễn ra lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi lễ. Năm 2001, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam mới chỉ ở con số khiêm tốn hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Năm 2007, con số này đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. 4 năm sau, năm 2011, tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp đôi, đạt 200 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2015, con số này đã là 300 tỷ đô la Mỹ. Chỉ 2 năm sau đó, giữa tháng 12 năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu đã đạt mức 400 tỷ đô la Mỹ. Tiếp nối 2 năm sau đó, nửa cuối tháng 12 năm 2019, giá trị xuất nhập khẩu đã cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là sự kiện quan trọng. Với kết quả này, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước vùng lãnh thổ có giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Trong nội khối ASEAN, Việt Nam có vị trí thứ 3 về xuất nhập khẩu, chỉ sau Singapore và Thái Lan. Để đạt được kết quả nêu trên, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp cùng các bộ ngành địa phương, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong thời gian tới, để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ sẽ tiếp tục nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Bên cạnh đó, chú trọng đấu tranh chống buôn lậu và gian lận hàng hóa, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch. Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC vừa công bố số liệu về mua bán nợ tính đến cuối năm 2019. Theo đó, đã có 10 ngân hàng đã xử lý được nợ xấu và sạch số dư về nợ xấu tại VAMC. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa chính thức công bố hoàn tất việc mua lại trước hạn 100% các khoản nợ đã bán cho VAMC và trở thành ngân hàng thương mại thứ 10 đã sạch nợ xấu tại VAMC. Ít ngày trước đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cũng đã thông báo hoàn thành việc tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt của VAMC dùng để mua lại nợ xấu trước thời hạn. Như vậy, theo thông tin công bố thời gian qua và cập nhật đến thời điểm này, hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam đã có 10 thành viên thực hiện được kết quả trên, gồm Vietcombank, Techcombank, MB, VIP, OCB, Nam Á Bank, TB Bank, Kiên Long Bank, VB Bank và Agribank. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Thương mại Công nghiệp Quốc tế Malaysia, gọi tắt là MITI, thông báo kết luận điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép cuộn cán nguội và thép không hợp kim nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Theo kết luận của cơ quan điều tra Malaysia, mức thuế bán phá giá đối với thép nhập khẩu từ Việt Nam 7,70 đến 20,13%, mức cao thứ hai trong các nước bị áp thuế sau Nhật Bản. Trên cơ sở kết luận cuối cùng, Malaysia sẽ áp dụng biện pháp chống bán phá giá cho sản phẩm thép bị điều tra trong vòng 5 năm kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 24 tháng 12 năm 2020. Hai container thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn mác nước ngoài đã bị đội 5 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 11 phát hiện bắt giữ. Đáng chú ý, lô hàng thực phẩm này được chở bằng xe của siêu thị Megamart và tập kết trong khuôn viên của siêu thị này tại đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng hàng chứa hàng tấn lửa dịch, trứng non và nằm lợn đông lạnh có tem nhãn Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của các mặt hàng này. Lái xe cho biết, số hàng này chuẩn bị được vận chuyển vào các tỉnh miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Theo quan sát ban đầu, thì những loại thực phẩm như nằm trứng tràng đã bốc mùi hôi thối. Để tiến hành xử lý thì đội tiến hành đang quy trình làm việc để tiến hành rõ về hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, làm buộc tiêu hủy và các số hàng trên để đảm bảo cái số hàng trên không được lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Lứa dịch và trứng gà non được xem là các loại đặc sản và có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp cuối năm. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, lập biên bản và làm thủ tục tiêu hủy toàn bộ lô hàng này. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa
là một trong 5 lĩnh vực được ngành ngân hàng ưu tiên đầu tư tín dụng. Bên cạnh đó là nhiều chính sách của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy nhiên, đối tượng doanh nghiệp này vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn. Vì vậy, vẫn rất cần sự vào cuộc đồng hành quyết liệt hơn của các quỹ bảo lãnh, quỹ phát triển cũng như quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương. Và các quỹ này cần đồng hành cùng ngân hàng thì mới có thể đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Đây là những nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với mức lãi suất vay ngắn hạn ở mức 4,16% một năm, lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 6% một năm. Với mức lãi suất ưu đãi này, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tiếp cận được nguồn vốn mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả, và doanh nghiệp này là một minh chứng. Trong cái tình hình mà lãi suất ngân hàng Việt Nam đang rất cao này, thì được cái hỗ trợ này, tức là vay với cái lãi suất ưu đãi, tức là thấp hơn của ngân hàng đâu khoảng 6% gì đấy, thì là một cái điều rất đáng quý cho doanh nghiệp. Trong 30 năm qua, 150 tỷ đồng giải ngân là số tiền mà Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cho vay. Con số này không lớn bởi hạn chế đối tượng hỗ trợ, nguồn vốn của chính phủ còn khiêm tốn, nhưng với sự hấp thụ hiệu quả của doanh nghiệp, có thể nói rằng đây là bước đi hiệu quả từ hoạt động của các quỹ dành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và kết quả sự nỗ lực từ các chính sách của chính phủ. Lượng tiền mà giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì vẫn còn tương đối quy mô vẫn là khiêm tốn so với cái nguồn vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng của nhà nước. Nhưng mà đây là những cái bước viên gạch đầu tiên, đánh giá là những cái viên gạch đầu tiên quỹ triển khai cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa của chính phủ. Mặc dù mới đi được những bước, còn rất nhiều việc phải làm, bao gồm hoàn thiện quy chế, tổ chức cũng như đưa ra các quy định tiêu chí hoạt động và các quy định khác để đảm bảo quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giải ngân đúng đối tượng và hiệu quả. Là cần phải xác định rõ các bộ tiêu chí nhận diện những cái dự án, những cái đối tượng mà có thể được hưởng cái tài trợ từ quỹ này. Thứ hai là phải thông báo công khai minh bạch và tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận quỹ. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà tiếp tục bổ sung nguồn quỹ là rất quan trọng để đảm bảo quỹ có một cái lượng vốn dồi dào, hoạt động bền liên tục. Cái mức độ tích cực hợp tác của ngân hàng càng cao thì cái hiệu quả của chương trình nó càng nhanh và càng lan tỏa. Bên cạnh đó thì cái sự mà hợp tác và càng sâu sát và càng đa dạng giữa các địa phương, giữa các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa là đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng mà tôi muốn nói đến một cái quan trọng nhất, đó chính là doanh nghiệp nhỏ vừa. Doanh nghiệp nhỏ vừa khi muốn tham gia chương trình hỗ trợ của quỹ thì cái thông tin phải minh bạch. Hơn bao giờ hết, doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực quản trị, gắn liền cho đó là việc minh bạch quá. Làm sao để là chuẩn mực quan trọng đầu tiên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển nói chung, để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và các định chế tài chính nói riêng. Tin kinh tế tài chính thế giới, lãnh đạo các cơ quan an ninh Anh đã bật đèn xanh, đồng ý với các kế hoạch cho phép Huawei cung cấp các bộ phận không cốt lõi cho cơ sở hạ tầng 5G bất chấp áp lực từ Mỹ. Theo nguồn tin trên Daily Mail, có vẻ như Huawei sẽ được phép cung cấp thiết bị cho các bộ phận ít nhạy cảm hơn của các mạng 5G như anten, nhưng sẽ bị loại khỏi cơ sở hạ tầng lõi. Chính phủ Anh đã hai lần quản đưa ra quyết định của mình về vấn đề Huawei. Dự kiến Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia vào tuần thứ ba của tháng Giêng 2020 để đưa ra quyết định về việc liệu Huawei có thể được tin cậy để chọn tham gia cung cấp hạ tầng mạng 5G ở Anh hay không. Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 30 tháng 12 công bố báo cáo cho biết nước này đã nhập khẩu sản phẩm thịt heo từ 16 nước trong năm 2019 nhằm đa dạng hóa nguồn cung mặt hàng này trong bối cảnh nguồn cung nội địa khan hiếm do dịch tả heo châu Phi. Báo cáo nêu rõ, trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 5,49 triệu tấn thịt heo, tăng 42% so với năm trước đó. Chỉ riêng trong tháng 11, quốc gia châu Á này đã nhập khẩu 644.000 tấn thịt, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Hải quan Trung Quốc tăng cường các khâu kiểm tra từ vận chuyển, bảo quản cho đến bán hàng. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2019, cơ quan hải quan đã điều tra 783 vụ buôn lậu hàng nông sản với tổng giá trị số hàng lên tới 32,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4,63 tỷ đô la Mỹ.
Thịt heo đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của người Trung Quốc, và đây cũng là một trong những lý do khiến nguồn cung thịt heo càng thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết giá cao có thể làm giảm lượng tiêu thụ thịt heo trong khi nhập khẩu tăng vọt. Cả hai yếu tố này có thể giúp giảm sức ép nguồn cung trước dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo số liệu của Bloomberg, năm 2019, các nhà băng trên toàn cầu đã cắt giảm nhân lực với mức độ chưa từng thấy kể từ năm 2015. Hơn 50 ngân hàng đã công bố cắt giảm khoảng gần 78.000 việc làm, trong đó khu vực châu Âu chiếm chủ đạo với hơn 80% tổng số nhân sự cắt giảm, dẫn đầu là ngân hàng số 1 của Đức, Deutsche Bank. Con số này đã chỉ rõ những vấn đề của giới ngân hàng châu Âu khi dễ bị tổn thương bởi căng thẳng thương mại toàn cầu, cũng như bất lợi từ chính sách lãi suất siêu thấp, thậm chí là lãi suất âm. Báo cáo của Bloomberg cũng dự báo 2020 sẽ lại là năm biến động nhân sự lớn cho các nhà băng toàn cầu. Bản tin Kinh tế và Tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.